ghi nhớ 4 điều này, bạn sẽ an nhiên vượt qua mọi sóng gió trong đời. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, trên những đoạn khúc khuỷu của cuộc đời, chúng ta thường dễ trượt ngã và oán trách số phận. Sao đời lại bất công như thế? Nhưng với người Ấn Độ, họ luôn dùng kim chỉ nam là 4 điều quy tắc tâm linh đầy sâu sắc sau đây để đi qua những cơn sóng của niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem bài chia sẻ. Thứ nhất, bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp. Không ai ngẫu nhiên bước vào cuộc đời bạn mà không mang một ý nghĩa nào đó. Tất cả những người chúng ta gặp trên đường đời đều là những người thầy vô giá. Dù họ yêu thương bạn, bỏ rơi bạn, giúp đỡ bạn hay tranh đấu với bạn, tất cả chỉ để dạy bạn cách sống, cách yêu thương, cách bao dung và nhẫn nhường. Số phận luôn sắp đặt đúng người vào đúng thời điểm để tôi luyện ý chí và phẩm cách con người bạn, để bạn nhận ra đâu là giá trị cuộc sống và giá trị của bản thân mình. Vậy nên, nếu bạn chỉ biết ơn những người trao cho bạn cơ hội mới, những người tặng bạn những khoảnh khắc ngọt ngào và thù ghét những người để lại vết thương lòng trong bạn, thì bạn mới chỉ hiểu một nửa thông điệp của tạo hóa. Điều thứ hai, bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời bạn đều là những điều nên xảy ra. Không có điều gì chúng ta từng trải qua trong cuộc đời mình đáng ra không nên xảy ra cả, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Trước mỗi một sai lầm hay vấp ngã, chúng ta đều than thở: giá như mình không làm thế thì mọi chuyện đã khác. Nhưng không, chẳng có cái giá như thế nào hết, bởi những gì nên xảy ra thì đều đã xảy ra. Qua đó, chúng ta rút ra được bài học để hoàn thiện, phát triển bản thân hơn. Thay vì ngồi đó bực tức, bất lực, trách mình ẩu đoảng với chiếc laptop bị dính đầy nước cam ban sáng, bạn bình tĩnh chấp nhận, tìm cách lau chùi, đem chiếc máy tính đi xử lý, rồi rút kinh nghiệm lần sau không bao giờ để nước vào ba lô đựng laptop nữa, có phải là nhẹ nhàng hơn không? Tương tự như vậy, khi bị kẹt cứng trên một tuyến đường đông đúc trong lúc đưa con đi học, bạn cũng sẽ không ngờ rằng nếu đi nhanh hơn một lúc nữa thì một chiếc xe tải lao như bay trên đường có thể cướp đi sinh mạng của mình và con thì sao? Bởi vậy mới nói, đừng ngồi mà ước giá như, bởi chẳng có gì xảy ra trong cuộc đời là không có nguyên do của nó cả. Nhẹ nhàng chấp nhận mới có thể ung dung, tự tại. Không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi, và đừng tốn thời gian để hối tiếc về những chuyện đã qua. Mỗi chuyện xảy ra đều là một mảnh ghép hoàn hảo trong một bức tranh to lớn của cuộc đời. Điều thứ ba, chuyện gì đến, ắt sẽ đến. Tất cả mọi chuyện trên đời đều bắt đầu vào đúng thời điểm nó cần đến, không sớm hơn cũng chẳng muộn hơn. Chúng ta không thể đoán trước điều gì sắp xảy ra, cũng không thể ngăn chặn nó, vì nó vẫn luôn ở đó và sẽ xảy ra vào một thời điểm chẳng ai ngờ tới. Việc lo sợ một ngày chuyện tồi tệ ập đến sẽ khiến bạn quên đi những giây phút đáng quý của hiện tại, dù là niềm vui hay nỗi buồn. Hãy học cách dũng cảm đón nhận nó. Bạn không thể kiểm soát thế giới xung quanh. Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, vì sống trên đời không phải để thỏa mãn tất cả những nhu cầu của bản thân, mà để học cách bình thản đối diện với những chuyện bất ngờ xảy ra. Đôi khi chúng ta phải chờ đợi rất lâu và trải qua rất nhiều những chuyện sẽ đến chỉ để hiểu hết ý nghĩa của thời điểm. Thời điểm luôn là món quà mà Thượng Đế trao cho những ai biết nhẫn nại, kiên trì và quyết tâm. Điều thứ tư, chuyện gì đã qua, hãy để cho nó qua. Quy tắc này rất đơn giản. Khi một điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã làm hết bổn phận của mình trong việc giúp ta phát triển. Duyên phận của chúng ta với điều đó đã chấm dứt để nhường chỗ cho mối nhân duyên khác hội tụ. Đôi khi chia tay một người hay rời bỏ một công việc chưa chắc đã là điều không tốt, bởi biết đâu đó, đó lại là cơ hội để chúng ta đến với một nửa đích thực của đời mình và tìm được một cơ hội công việc với môi trường và mức lương tốt hơn. Đó là lý do chúng ta phải biết buông bỏ, để lại sau lưng những muộn phiền và quá khứ để dành sức tiếp tục cuộc hành trình của đời mình.
để có thể an nhiên. Mỗi người nên biết tùy duyên và thuận theo tự nhiên mà sống. Quý vị thân mến, cuộc sống là một hành trình đi tìm hạnh phúc, và chính bản thân mỗi người phải tự làm chủ cuộc đời mình. Bởi vì tất cả mọi người đều có thể nghe câu chuyện của bạn, bàn tán về vấn đề của bạn, nhưng suy cho cùng sẽ không ai có thể giải quyết và chịu trách nhiệm cho bạn, mà chính bản thân chúng ta phải tự làm điều đó. Người ta thường nói, thất bại là mẹ thành công, nhưng liệu có mấy ai dám đối mặt với nó? Đứng trước khó khăn, thử thách, đã có bao nhiêu người chọn cách trốn chạy và từ bỏ? Có rất nhiều thứ khiến con người sợ hãi. Chúng ta lựa chọn đi đường vòng thay vì trực tiếp giải quyết nó. Và chính điều này lại dẫn chúng ta đến những trở ngại và khó khăn khác lớn hơn. Thực tế trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi những điều này. Vậy làm thế nào để đối mặt với khó khăn? Trước hết, can đảm đối mặt. Thái độ đầu tiên khi gặp khó khăn chính là can đảm đối mặt, dù chưa biết là có thể thay đổi được hay không. Nhưng nếu bạn không cố thử một lần thì chắc chắn là sẽ không có thứ gì được thay đổi. Cuộc sống chính là nằm trong tay bản thân mỗi người. Chúng ta có quyền lựa chọn những điều tốt đẹp hơn. Can đảm giúp bạn có được cuộc sống có ý nghĩa và biết sống hết mình. Điều thứ hai, biết chấp nhận. Hãy học cách chấp nhận, bởi bạn sẽ không bao giờ dũng cảm nếu chỉ có những điều tốt đẹp xảy đến với bạn. Khó khăn là một phần của cuộc sống mà khi bạn đi qua, bạn sẽ trưởng thành hơn. Điều tiếp theo, suy nghĩ tích cực. Một buổi sáng nọ, có một ngân hàng bị cướp tấn công. Sau đó các con tin đã được giải cứu. Một trong số những người thoát ra khỏi đó đã có suy nghĩ rằng, hôm nay là một ngày thật tồi tệ vì mình đã gặp phải chuyện này. Nhưng một người khác lại nghĩ rằng, tôi thật may mắn vì đã được an toàn dù hôm nay gặp phải cướp. Tóm lại, vấn đề cùng một sự việc, nhưng cách suy nghĩ của hai người lại rất khác nhau. Bạn biết đấy, cách mỗi người suy nghĩ khiến người ta cảm nhận cuộc sống này cũng khác đi. Thế nên, hãy tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống, chứ không phải than vãn vì những gì đã xảy ra. Điều thứ tư, tìm cách giải quyết. Hãy thoát khỏi cách tư duy cũ vốn chỉ lấy bản thân mình làm trung tâm, mà hãy xem xét vấn đề từ góc độ quan điểm của người khác. Điều này giúp bản thân điều chỉnh suy nghĩ và có thể được những thu hoạch bất ngờ hơn. Khó khăn không phải là một cái gì đó quá to tát. Chỉ khi bạn không thể tìm ra vấn đề để khắc phục thì nó mới trở thành vấn đề. Điều thứ năm, dám thay đổi. Thay đổi một điều gì đó là điều rất khó khăn, bởi vì khi có sự thay đổi cũng đồng nghĩa những thứ quen thuộc đã trở thành xa lạ. Hầu hết mọi người luôn cảm thấy thoải mái với hoàn cảnh trước mắt mà không dám thay đổi và thử nghiệm những điều mà mình không biết. Nhưng chỉ khi bạn dám nhảy ra khỏi phạm vi an toàn và thoải mái của bản thân, can đảm để trải nghiệm, bạn mới biết được những gì sẽ xảy ra sau đó. Đôi khi, thay đổi chính mình, chúng ta lại có thể thay đổi cả số phận. Tuy nhiên, miễn là bạn sẵn sàng để chấp nhận thay đổi, bất kể có thất bại hay gặp hoàn cảnh khó khăn ập đến như thế nào, thì vẫn có thể có được một cuộc sống tuyệt vời hơn bạn nghĩ. Điều thứ sáu, cố gắng không ngừng. Nếu bạn muốn có những tháng ngày hạnh phúc vui vẻ, thì chính bản thân cần cố gắng giành lấy. Người khác vốn không thể cho bạn những điều này và cũng không có trách nhiệm tìm kiếm cơ hội cho bạn. Một người tràn đầy sự tự tin, hy vọng tiến đến ước mơ của mình, phấn đấu hết mình để sống cuộc sống mà mình muốn, nhất định sẽ có được sự thành công không ngờ đến. Những cố gắng cuối cùng sẽ được đền đáp. Và điều cuối cùng, kiên trì. Dù phải đối mặt với sự nhạo báng của những người khác, chỉ cần lặng lẽ dùng thái độ kiên trì đến giây phút cuối cùng, và những gì đổi lại chính là sự ngưỡng mộ của họ. Kiên trì chính là một loại niềm tin mãnh liệt, kiên cường, không chịu thua, hay một loại tinh thần mạnh mẽ và vững chắc nhất. Đó là sự kiên định mà không chút do dự, bền chí mà không thỏa hiệp, vững tâm mà không chịu khuất phục. Những người thành công biết tìm kiếm cơ hội,
dù đó là trong một môi trường đầy khó khăn. Còn những kẻ thất bại chỉ biết nhìn thấy khó khăn trong một môi trường đầy cơ hội. Khó khăn là một điều tất yếu của cuộc sống, nhưng mỗi một lần vượt qua được nó, ta lại càng trưởng thành hơn. Hãy can đảm đứng lên và bước ra khỏi mảnh đất chật hẹp đang làm bạn cảm thấy ngột ngạt để có thể thấy được một vùng trời mới đẹp đến thế nào.